tầm luật ban hành anh thư tình nguyện vì vấn đề thành thế ấy, những cái phân khúc như thế này là chúng ta có thể làm lớn hơn, nhưng mà dù sao thì cũng là 7 năm thành lập mà chúng ta phải làm. Và khi mà chúng ta viết cái con số 10 thì như cô Văn Tỷ có nói sẽ làm thật lớn cho quý vị. Và sau đây chúng tôi xin kính mời tất cả chúng ta nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Quốc hoa Hoa Kỳ nghiêng chào tay chào. Đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đến đâu trong vùng kinh tế mới. Các chiến sĩ đã gửi thân xác lại góc núi ven rừng trong một tù cộng sản. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sông rộng mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu.
phúc hoàn nguyện chấm dứt hậu giới ngay phần kết thúc đây phần 15.